Xin chào quý vị và các bạn. Do nằm sâu trong khối không khí lạnh nên đêm qua nền nhiệt tại Bắc Bộ vẫn duy trì ở mức thấp, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 cho đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ và đặc biệt tại Mẫu Sơn, nhiệt độ xuống thấp nhất còn 7 độ. Dạng sáng nay, một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể, tuy nhiên bầu trời nhiều mây và âm u nên nhiệt độ trưa nay ở một số địa phương miền núi và trung du phía Bắc giảm xuống 2 đến 3 độ so với trưa ngày hôm qua. Mức nhiệt đo được lúc 13 Giờ trưa nay ở miền Bắc hầu hết đều dưới 20 độ. Ven biển miền Trung do chịu ảnh hưởng của gió đông bắc từ biển thổi vào đất liền nên có mưa, lượng mưa không lớn. Riêng hai tỉnh phía bắc miền Trung là Thanh Hóa và Nghệ An có nhiệt độ lúc 13 giờ trưa chỉ dưới 20 độ. Các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ có những cơn mưa rào vài nơi và mức nhiệt trưa nay lên tới 25 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có kiểu thời tiết ngày nắng và ít mưa đặc trưng của tiết trời mùa khô phương Nam đợt không khí lạnh vừa qua đã bắt đầu có dấu hiệu suy yếu chậm và lệch dần sang phía đông khiến cho tiết trời có phần ẩm ướt hơn hơn thế nữa dòng gió tây ở độ cao vài km ngay phía trên bắc bộ đang có dấu hiệu hoạt động mạnh dần tạo điều kiện cho các đám mây được duy trì cả ban ngày lẫn ban đêm do vậy các tỉnh phía đông bắc bộ và thanh hóa mang kiểu thời tiết nhiều mây âm u độ ẩm không khí cao và có sương mù kèm theo mưa nhỏ rải rác vào đêm và sáng tuy nhiên đến trưa và chiều lượng mây giảm bớt độ ẩm không khí cũng giảm dần và trời bất âm u, tầm nhìn trở nên thoáng hơn. Nền nhiệt trên toàn khu vực không tăng lên nhiều. Trong đêm nay nhiệt độ phổ biến ở mức là từ 14 cho đến 17 độ. Ngày mai trời còn rét với mức nhiệt sắp xỉ 20 độ, ngay cả thời điểm giữa trưa. riêng khu tây bắc bộ như điện biên, lai châu và phần phía bắc của sơn la như mường la, sông mã do nằm xa ở phía tây dãy hoàng liên sơn nên ít chịu tác động của không khí lạnh, nền nhiệt cao hơn hẳn các nơi khác với nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ 25 đến 27 độ thậm chí có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Nghệ An cho đến Hà Tĩnh trời cũng nhiều mây và nền nhiệt khá thấp. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến các tỉnh Nam Trung Bộ do chịu ảnh hưởng của đới gió đông bắc kết hợp với đới gió đông trên cao nên trời cũng nhiều mây, có mưa rào và rông. Ở phía bắc trời lạnh, trong khi đó thì các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào nhiệt độ phổ biến từ 28 cho đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết tiếp tục ổn định, ít mưa, nắng nhiều và nền nhiệt cao. Riêng miền Đông Nam Bộ, một vài nơi ban ngày có nhiệt độ lên cao nhất, đạt mức 32-33 đến độ, trời nắng khá gây gắt. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 cho đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất 20 đến 23 độ, có nơi từ 25 cho đến 27 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng sẽ có mưa nhỏ và sương mù, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 18 cho đến 21 độ. Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 18 cho đến 21 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ và cao nhất là từ 19 cho đến 22 độ. Khu vực trung trung bộ mây thay đổi, có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 25 đến 27 độ. Riêng phía nam là trên 28 độ. Khu vực nam trung bộ mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông rải rác. Gió đông bắc đến đông mạnh cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất 29 cho đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 17 cho đến 20 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 28 cho đến 31 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 cho đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 34 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, còn nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Khu vực Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa là trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giờ trên cấp 6 Biển Động, nhiệt độ là từ 24 cho đến 29 độ. Quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa là trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, trong cơn rông cần đề phòng có gió giật mạnh, nhiệt độ là từ 25 cho đến 30 độ. Như vậy là trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù trời rét. Các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ có mưa, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, số giờ nắng và nền nhiệt cao. Những thông tin vừa rồi đã khắp lại bản tin thời tiết tối nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!